Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Hân TV. Hôm nay mấy hôm nay thì không có video để chia sẻ đến các bạn. Nói chung mùa này thì dâu nó cũng chẳng có cái gì để mà để quay cho các bạn xem cả. Mình thì sẽ chia sẻ, nếu như các bạn nào có nội dung gì hỏi về những cái việc mà trồng dâu tây thì mình sẽ chia sẻ các bạn, quay cho các bạn xem một chút ở ngoài vườn đấy. Thanh long đổ rực các bạn. Thanh long chín đấy các bạn, chín rất là đỏ, đỏ rực, thanh long ruột đỏ. Các bạn có thích mình quay một cái video về việc ăn thanh long ở tại cây không? Rất là vui luôn, thanh long đỏ rực luôn các bạn. Đó, rất là đỏ các bạn. Hầu như là giờ thì dâu của mình còn rất là ít các bạn nhá, rất là ít, và chủ yếu là chỉ có vài chậu để chơi thôi các bạn. Cái âm thanh buổi chiều là như vậy các bạn. Cái mùa mưa của Tây Nguyên thì chiều lại là nó hơi ẩm ẩm. Đây thì có một cái chậu dâu, cái chậu dâu mà Hà Lan hoa hồng nữa các bạn, mình sẽ quay cho các bạn xem này. Đây các bạn thấy không? Một trong những cái mà để chúng ta duy trì cái giống cho mùa sau đó là cái việc mà giữ giống dâu tây. Và các bạn biết là khi những cái dâu tây mà nó nhiễm bệnh nấm này các bạn này, nó cực kỳ là khó chữa nhá. Đây này. Các bạn thấy chưa? Đó. Thì mình cũng đã từng nói với các bạn là cái cách mà để mà giữ những cái dâu mà để cho nó sạch bệnh nha các bạn. Thì khi mà nó đã bệnh rồi thì chỉ có trồng lại thôi các bạn, còn không nếu các bạn giữ thì nó có bị đi bị lại này. Đó. Và mình thì mình cũng cố là duy trì bởi vì cái Hà Lan hoa hồng nữa các bạn, cái hoa nó cũng khá là đẹp và mình chủ yếu là mình trồng để mình chơi. Thì thường là mình cứ nhặt những cái lá đây các bạn này, đây này, mình nhặt cái lá vàng các bạn này. Đây. Các bạn xem xiên tí nhá, bởi bản chất cái lan này, cái dâu này nó cũng rất là khá là khỏe. Đây. Nó bị bệnh nhưng mà phải nói là đến cái mùa của nó đó các bạn, nó mọc lại cũng rất là mạnh và nó ra ngó rất là mạnh luôn. Đây mình hầu như mình hái chặt rồi các bạn, nó bị bệnh vậy. Nó rất là khó chữa các bạn nhá. Thì mình cũng đã từng nói các bạn là nếu trường hợp mà kiểu như là nếu bị bệnh các bạn, cái nấm Trichoderma các bạn buổi tối các bạn rắc lên trên cái lá, nhưng mà thật sự thì nó cũng không đáng lắm các bạn, bởi vì cái chi phí nó cũng khá là cao, nhưng mà cái bệnh của dâu tây thì nó cũng không thể tránh được các bạn. Cái này thì nó mọc như cỏ, cái cây dâu này nó mọc như cỏ các bạn, nó cứ bò xuống đất mọc và nó mọc như dâu má, mà khi mà chú trồng lên chậu thì nó lại có quả. À, nó hay như vậy các bạn, nó cũng khá là khỏe. Đây này các bạn thấy không? Dâu nó rất là khỏe, dâu tây Hà Lan nó rất là khỏe luôn, trồng làm cánh nha các bạn. Thì chủ yếu là các bạn lưu ý là cái nấm trong video này, các bạn chú ý là cái nấm ấy nhá, cái nấm mắt cua. Mình khuyên các bạn là nếu mà nó bị bệnh quá thì bỏ đi các bạn, trồng lại nhá. Còn lại thì hầu như là những cái cây này mình ngắt và trồng lại bằng cách là các bạn kể là thay cả đất luôn, nhưng mà nó chỉ hạn chế thôi, chứ còn nếu đúng sạch bệnh thì là các bạn phải thay luôn giống nữa các bạn nhá, luôn cả đất luôn đó. Đó thì một chút chia sẻ với các bạn như vậy. Ví dụ là dâu thì nó nhiều kiểu, muôn vàn kiểu lắm. Những cái vấn đề là để mà có giống và để mà có cái dâu chất lượng thì phải sạch bệnh các bạn, sạch bệnh. Chứ đừng có xài phân thuốc vừa tốn kém mà nói chung là ảnh hưởng các bạn nhá. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hôm nay thì có một vài cái thông điệp nhỏ, quay một chút để các bạn xem để có cái tương tác hàng ngày. Bởi vì Khánh Hân TV thì làm thì vì cái đam mê đó, cho nên là phải thường xuyên để đăng video để các bạn cùng tương tác nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.